Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho trận giao hữu gặp Syria với buổi tập cuối cùng trên sân Thiên Trường vào chiều 19 tháng 6. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam diễn ra khoảng nửa tiếng sau khi huấn luyện viên Chu Xie và tiền đạo Công Phượng tham dự họp báo trước trận đấu. Huấn luyện viên Chu Xie cho biết, trận gặp Syria là thử thách quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong quá trình xây dựng lối chơi. Nhà cầm quân người Pháp cũng nhấn mạnh với các cầu thủ rằng đội tuyển Việt Nam phải vượt tầm Đông Nam Á và cần thi đấu khôn ngoan hơn nếu muốn chơi sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu lục. Huấn luyện viên Chu Xie nhận mạnh đội tuyển Việt Nam cần làm tốt hơn ở các pha bóng mở, thay vì trông cậy vào những tình huống cố định. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã chơi không tốt ở trận ra mắt của huấn luyện viên Chu Xie và chỉ thắng Hồng Kông, Trung Quốc 1-0 nhờ quả phạt đền, sau tình huống Quang Hải ngã trong vòng cấm đối phương.